Vậy thì con bé vừa mầm cũng hết bấm ra được luôn.
Rồi các bạn, cái bơm tự rút mini mình đã làm xong các bạn. Mình đã khâu sẵn vô test mình chèn motor 7.5 nè các bạn. Mình thử, mình test thử motor 7.5 này. Nữa cái motor này mình sẽ gắn vô cái máy xà lan các bạn. Giờ bây giờ mình quay mình test bằng motor 7.5 mà mình chạy qua nguồn điện 12V các bạn. Tại vì mà không có bình mình xài qua cái nguồn điện 12V của sạc bình 12V các bạn. Đấy. Thì mình gắn vô để mình test các bạn xem nha. Thì lên rất mạnh nha các bạn. Ống mình đã câu sẵn rồi nè, mình thấu gắn ống này nha. Thì mình để nước thì phun cho các bạn xem nha. Ok, để mình câu điện mình test cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ bật điện nha. Hiện giờ mình đang chạy 12V các bạn. Cái 24V nó sẽ mạnh lắm nha. 12V là mức đó nè. Đấy. Từ 7.5 đang kéo các bạn. Các bạn. Đây mình đang đi ống nước, con nước xuống ống nước là 21 nha các bạn. Để mình nâng cái dòng điện lên chút xíu các bạn xem nha. Nhưng mà nước hạt hơn chút xíu nè. Nó mạnh hơn các bạn. Mạnh hơn chút xíu nữa nha. Đây là mạnh điện áp tăng mạnh nha các bạn, là chỉ là 12V thôi đó. Tiêu lo mình tăng hơi dùng, mình thấy nó hơi dũ. Ok, video mình đến đây cũng như tạm dừng các bạn. Vậy bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một like các bạn, để video mình được tương tác, có được sức các bạn, nghe ủng hộ mình nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn những video sau nha các bạn.